Lâu lắm rồi mới được thấy cái pha phin cà phê. Chỉ có Việt Nam mới có cái pha phin cà phê này thôi. Ở bên nước ngoài toàn là xài máy chăm cà phê, máy tự động không. Ghim điện vô là tự động pha luôn. Còn này là phải để cho nó nghỉ nghỉ cà phê từ từ đó. Gâu câu miền quê đã cắt lá dứa. Ủa sao phải cắt nhỏ lên cho dễ ra màu hả? Đây. Xay ra hả? Lá dứa này thơm lắm nè. Còn lá dứa kia là lá dứa xanh đậm á, cái màu nó đậm hơn mà nó không thơm bằng. Lá này lá nhỏ nó thơm hơn nè. Còn đây là cái nồi gâu câu. Để vô đây ngâm ngâm bao lâu? Khoảng 10 phút hả? Ngâm xong một hồi nó nở bột ra, bỏ câu câu chút xíu rồi đem lên đun. Rồi đây là dừa nạo mua ngoài chợ đem về. Dừa nạo, hộp sữa, lon sữa, đường thơm và đường cát, gia vị, rồi có lá dứa. Nãy đưa lên nước còn đục, bây giờ nước hơi trong lại ra bọt rồi đó. Xay lá dứa màu đẹp nè, màu mà hơi hơi bị lợt, màu xanh lá dứa hơi bị nhạt rồi mà thơm. Rồi ngồi ngầm mình coi ra đổ cho câu rồi sẵn mình ăn chua nướng luôn. Chua nướng Việt Nam ở bển không có này mới sợ, giờ đây là phải ăn cái này đó, tranh thủ ăn nè. Ở bển lấy chua già xứ ở bển đem đi nướng chứ làm gì có chuối ngon như vậy, ngọt ngay. Rồi công đoạn của mình là quậy cho nó tan đường các bạn. Cho miếng sữa đặc vô này. Miếng sữa, miếng đường cát vô xong mình quậy. Mình ngồi mình xem nhưng mà mình cũng dọc dọc phá phá chơi vậy. Còn đây là cái lon sữa, một hồi mình đổ luôn cái sữa đặc luôn nè. Đó, bây giờ thì chuẩn bị vắt nước cốt dừa. Rồi, nồi gâu câu chuẩn bị cho ra dĩa. Trong rồi, nước trong rồi, trong giáp luôn. Trong thủy à, chờ đợi thì ăn nhãn thôi. Mời mọi người ăn nhãn. Nhãn này người ta kêu là nhãn Indo vậy. Thằng đầu tiên mới ăn được. Giống như nhãn tiêu vậy hả, nhìn ngon à. Khoe nhãn quảng cáo nhãn tiêu, ủa nhãn Indo, quảng cáo nhãn Indo. Rồi công đoạn chuẩn bị đây đã hoàn thành. Màu gì mình cần là lá dứa, cà phê sữa, cà phê đen, cái này là sữa đặc, cái này là nước cốt dừa đó. Rồi những cái màu mà những cái mùi mình thích ăn nhất. Ông xã mình đã bển ha, ông xã mình cũng thích ăn rau câu nữa mà lâu lâu mới đổ cho ông ăn. Ông ăn ông sợ ăn nhiều ông sợ mập. Đó, giờ để đem khuôn rồi đổ nè, đổ khuôn này. Mình phải chan như nước lạnh đi không? Mà còn đặt lên thành đồ câu không? Nhưng cái nồi này là ăn biết bao nhiêu lâu mới hết. Ủa con này cho bà chị bây giờ bà nhìn nó thấy bà thèm chơi. Cà phê gì mà thấy còn đậm đen.
nhìn hấp dẫn kìa. Ủa sao mà mình để cái đó không có màu đi nhỉ? Cán hả? Ờ à, thì là vậy. Ờ đổ chén một lớp gì? Lớp con phía dưới xong đổ màu mè lên thành kiểu con câu sơn thủy phong thủy gì đó. Này là cà phê sữa. Rồi xong tí này, nước cốt dừa chắc sẽ hơi bớt nhiều lên nè. Không bác. Nhiều quá sợ nó không được.
Có ai thấy cái câu câu này độc nhất vô nhị nè, y chang như mũ bông gòn. Nhìn đi giống như hạch với cây vậy. Bây giờ tới tiết mục gì đây, tiết mục khui rau câu. Tháo rau câu ra chặt ai vậy? Giống bánh da da lợn ghê không? Bánh da lợn. Nói chuyện ngồi lẹo lưỡi. Giống bánh da vợ. Bánh da lợn. Rồi cắt ra. Cắt dụng dụng vậy. Dài. Đây là tới tiết mục gì ta? Tới tiết mục rau ế cho anh Sang nè. Nấu ăn giỏi nè. Hiền nhưng mà cọc lắm nha. Ai có em gái nào đẹp đẹp phải làm may nha. Ai có em gái nào mà mới lớn. Để vậy nó cầm nó cắt mà nói ngồi nó rung rung gờ cái tay rung gớt hết trơn. Mới ăn cháo vịt xong. Giờ tới ăn rau câu. Cắt ra miếng nó coi ăn. Nhìn màu đẹp ha. Nhìn màu rau câu đẹp ha. Giống bánh là vịt bánh giống như bánh da lợn. Nói hồi hỗn ngữ hoài má là giỡn luôn. Nói rồi leo lử. Nhìn y chang như da lợn vậy rồi. Còn cái kia là sao, là cái gì, phong thủy. Sang chừa lượng miếng cắt phong thủy vô coi thử ơi. Cắt phong thủy vô coi 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 đẹp không. Thấy có cái màu xanh 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 là mới đẹp, màu xanh xanh đó. Tới phong thủy coi coi. Nhìn giống y chang như mũ gòn. Thế màu nâu nhiều hay sao? Hả? Không. Màu nâu nâu nhiều. Mà cà phê sữa nhiều không? Nhìn ngon ha, nhìn ngon rồi. Rồi coi như là đã xong đổ rau câu xong và đã cắt rau câu. Bây giờ mình ăn thử rau câu coi. Rồi ăn thử nha, ăn thử coi ngon không. Co bị bế rồi. Nè bế rồi nè. Cái cây tâm này cũng liều yếu. Gì đâu nó ngọt thôi. Nó bế rồi kia. Thì cái thì trần trắng con cá. Ăn xong rồi đi ngủ thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Lần tới hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Bye bye.